Mùa hè đã đến rồi anh em ơi. Hãy nhanh tay vào shop.tikmontv.com để thử vận may với những vòng quay may mắn. Nếu như vận may của anh em cao thì có thể quay ra được rất nhiều kim cương. Ngoài ra, Aquify ở shop mình còn ngon hơn cả cô hàng đế. Shop đảm bảo uy tín và an toàn nhất, bởi vì tôi đẹp trai nhất Việt Nam. Ok, và chào mừng tất cả đã cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình là Đức Mõn đây anh em ơi. Thì mình đang có mặt tại quê ngoại mình. Đó, anh em thấy không? Cảnh ở nông thôn rất là yên bình luôn. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện cái thử thách, đó chính là người cuối cùng ngừng ăn trứng chim cút luộc. Đó, mình mua hẳn 500 quả luôn. Thì mình sẽ thách mấy thằng em mình. Thì nói chung là hôm nay là một ngày rất là đẹp và mình rất là hứng thú khi về quê quay clip. Và mình cũng rất mong là anh em cho mình một like để có động lực ra thêm nhiều clip hơn nữa nha anh em. Ấn like đó anh em ơi. Và bình luận những cái thử thách ở bên dưới, mình sẽ xem thử thách nào hay mình sẽ làm nhá. Thì nói chung là cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhá. Rồi, ok, mình đang mua ở đây là một cái thùng trứng cút thường để luộc lên làm cái thử thách là người cuối cùng ngừng ăn trứng cút thường nhá. Luộc, đó, em thấy không? Rất nhiều luôn, 500 quả nhá. Chỗ này 500 quả đấy. Rồi, khá đầu tư trong clip này, khả năng cuối tháng mình ăn mì tôm đấy anh em ạ. Đây, mình sẽ gọi mấy anh cu em mình sang để thực hiện thử thách nhá. Ok, bây mình sẽ gọi thằng em mình qua nhá. Gọi bình thường nó không qua đâu, phải gọi kiểu này cơ. Đây, anh em đợi mình tí. Cái thằng này là thằng Hughstream. Hai có một kênh YouTube anh em ạ. Nó cũng gần nhà mình. Đây là nhà bà ngoại mình ở trên quê. Thì nhà nó cách đây khoảng chừng mấy cái nhà thôi. Ở bên kia. Alo Hugh ơi. Hugh ơi. Hugh, anh bị đánh, mày xuống đây cứu anh với. Đến dưới nhà bác anh ấy, bà anh ấy. Thì anh bị đánh ấy. Ừ, nhanh lên. Nhanh lên, mày cứ qua đi, anh đông lắm, nó có ở đây phải có 50 thằng. Ok, qua luôn nhá. Ui, nó đang đến. Ui đấy, mấy thằng em mình này, nghe thấy bị đánh nó đến luôn. Thằng này. Ok, và mình đã luộc, đây là 500 trứng cút luộc nhá anh em nhá. Thì gọi là cút luộc nó hơi bị líu lưỡi anh em ạ. Thì đây là nước chấm là cái súp mì tôm hảo hảo với ớt với chanh. Đó, em thấy không? Và đây là nước uống. Ở đây là cái thăm để bốc chọn nước nhá. Thanh niên là tên gì? Em tên Tuyển ạ. Tên gì? Đoàn Baby. Thằng này? Tên Khánh ạ. Thằng này? Hữu Sở Chim. Đâu xem mình xăm nào? Để đây anh. Thằng nào có anh xăm nữa? Đây em. Đây anh. Ui rồi. Uy tín không? Anh ấy uy tín không? Ui rồi, thằng này nữa đây. Đây là một tem đúng không? Đấy, tem Hughes Team. Ông này là anh của Hughes đúng không? Mình tên Hùng, chào cả các bạn nhá. Ok, thì tôi hỏi anh em một câu như này nhá. Anh em ăn được bao nhiêu quả trứng cút luộc này thì anh em comment bên dưới nhá. Đó, tôi thách anh em ăn được 20 quả hay tôi chỉ ăn được 10 quả thôi. Thì sẵn sàng chưa? Sẵn sàng thôi gì? Hữu ăn được bao nhiêu quả? Em ấy thì anh trao giải luôn cho em đi. À, được đấy. Bây giờ sẽ là bốc thăm chọn nước này. Anh em bốc đi. Bốc đi rồi, từ từ để review từng người trước nhá. Và giải thưởng của trò chơi lần này sẽ là 5 triệu. Đó. Ông này gì? Đưa ra màn hình nào. Nước 247. Ôi. Chết. Đoàn. Nước đào. Này. Này. Sting. Này. Hữu. C2. C2. FFC. Đấy, em nhặt luôn đi. Sữa đào. Đây rồi, đây là cái nước để uống cho đỡ ngán nhá. Ok, tôi nói này, anh em nhá, anh em ăn là phải ăn tốc độ bằng nhau nhá. Ok, thử thách bắt đầu. Đó, anh em thấy không? Như nào em, thấy ngon không? Ui, xuất sắc anh ạ. Này chắc em phải ăn được tầm 50 quả. Ui, ngon nhỉ. Ý trời, người ta chưa bóc xong mà đã ngon. Ui, tôi nhìn thèm quá anh em ạ. Ủa, quả nước chấm ngon đấy nhỉ. Đâu thằng thằng lại ăn nha. Đó, thằng bé review xem nào. Cái này ăn vào nó bùi, nói chung là ngon anh ạ. Cứ ăn to nói lớn vậy nhá. Ui dồi. Cái trứng này ăn trứng ấy. Mấy này ăn nhanh thế, từ từ thôi, chờ tao với. Ăn tốc độ bằng nhau nào. Không được nghỉ ngơi nhá. Cái trứng này ăn như kiểu thịt bò có bê ấy anh ạ. Thằng này ảo rồi. Mà trứng cái chấm với cái nước chấm này ngon quá anh em ạ. Ừ, mấy quả rồi em? Em được 10 quả rồi. Cái gì?
hai quả. Tao nhìn từ nãy giờ đấy. Ôi chắc em. Ơ mấy anh em ở ngoài mà có thèm quá thì vào ăn nhá. Cứ tự nhiên đi. Làm miếng rau rồi cho mát rượi anh em ạ. Rau cho nó mát rượi. Rau rau răm. Tao mày cắn miếng dưa chuột anh xem mà anh đang thèm quá. Ui giời ơi. Là tập trung ăn trứng đi, cái thằng này thì ăn dưa chuột lại đầy bụng. Ngon quá. Ui thằng này có kiểu bóc kiểu mới á. Anh không biết kiểu này luôn. Chấm 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 siêu cay luôn các bạn ạ. Ui giời ơi, nhìn cái nước chấm siêu cay kìa. Béo lắm, ngậy lắm. Nước chấm mà... Nước chấm của tí nữa. Đầu bếp số 1. Ui thèm quá, Hùng ơi, Hùng ơi. Quay quay cho anh tí, anh thèm quá. Anh làm một hai quả rồi. Ôi ông làm vứt cả rau lên tóc mình ra. Ây da, ngon thế. Ngon lắm, anh dây luôn đấy. Vẫn đập một bàn nó kêu. Ăn chấm này. Ui dồi ôi. Nước của anh. Hùng ơi, mày quay cận cái mặt cái dai của anh này nào. Cho anh đi, cho anh xin đi. Quay cận cái mặt của anh này. Không phải tôi ốm nên tôi ít nói anh em ạ. Đây. Ngon. Máy sơ tinh chưa chưa uống. Ngon thế nhỉ? Anh thấy trứng của em thế nào anh? Ok. Có cảm nhận rõ được vị ông Đức rồi. Ngon mà. Trứng này ăn thơm đấy. Tưởng không cần cảm nhận được vị thì nguy hiểm đấy. Tôi anh em bỏ về luôn đấy. Từ từ. Hôm nay mày lấy cái sọt nguy hiểm bốc tăm này. Đây. Lại gì nữa đây anh? Đây rồi. Bốc lần lượt từ từ thanh niên này. Em bốc đi. Đây. Em mở ra từ. Mấy thanh niên stop ăn nhá. Quay ra màn hình. Muối. Chanh muối Hùng ơi, lấy cái chai chanh muối đưa cho em. Ôi trời ơi. Mày đấy. Anh cứ tưởng là muối nước này thôi mà anh Đức giấu cái gì. Là phải ăn những cái đồ này nhá. Đây từ. Chanh muối. Bánh kẹo. Xương ngũ cốc đưa cho thanh niên này xương ngũ cốc vào. Để thanh niên này bốc. Tìm xương. Từ rồi anh trao một thể luôn. Chua chua. Rồi, hiu. Từ nhá, từ anh trao một thể, từ anh trao một thể cứ để bàn đi. Cái gì đây? Của hiu cái gì đây? Sữa chua. Sữa chua. Rồi. Cầu mong không phải là. Ui bánh mì sô cô la. Chết, phải ăn hết nhá. Trong vòng 5 phút. Cầu mong không phải là ớt tức là bớt. Ui bánh mì sô cô la. Rồi, bây giờ là thanh niên này được cái gì? Em được chanh muối anh ạ. Chanh muối. Thanh niên này được cái gì? Được sữa ngũ cốc. Sữa ngũ cốc. Này. Thanh niên này. Hai đứa em được sữa chua anh ạ. Sữa chua anh ạ. Sữa chua à? Hai hộp. Tèn tèn. Ui hai. Em bánh mì anh ạ. Hai bánh mì sô cô la luôn đúng không? Bánh mì đúng rồi anh. Này bánh mì sô cô la dài em đấy. Ôi giời ơi. Bây giờ sẽ là thực hiện thử thách trong vòng 2 phút sẽ phải ăn được hết cái đồ đang cầm ở trên tay. Không thì sẽ bị loại. 1 2 3 bắt đầu. Đây là cái ngon nhất ở trong sữa chua. Này ăn đi. 2 phút em phải uống được hết cái hộp này nhá. Sữa nữa. Sữa chua. Ui xong rồi. Ui. Xong. Ui trời ơi. Nếu mà cảm thấy khát quá thì uống cái nước mà đã có sẵn từ đầu nhá. Ngon đấy. Uống hết nước kìa, chanh muối. Ui giời, thằng này uống khỏe đấy. Ừ, thay đổi nhá. Thế ai người bỏ cuộc sẽ bị hình phạt nhá. Đây còn rất nhiều trứng này. Ui thanh niên này được chọn nhất rồi. Em nghĩ thanh niên này bỏ cuộc rồi. Rồi, anh em nào xong rồi tiếp tục ăn trứng đi. Rồi, đã có 1, 2, 3 người xong. Còn 2 thanh niên bánh mì to quá. Rất chi là hào ngoài. Còn ngon này, cứ ngồi ăn thôi. Chưa đủ béo hả em? Ngon mà. 5 phút sau sẽ có một lượt bốc thăm thôi anh em nhá. Ôi. Cũng đã rất là lâu rồi, có ai bỏ cuộc chưa? Trong 6 thanh niên này. Chắc này em bỏ cuộc rồi anh ạ. 2 người bỏ cuộc, ok, ra đằng sau kia ngồi. Thì ăn nó khô lắm luôn ý. Đấy chưa, thế mà bảo em giành giải nhất. Nhưng mà anh ơi, cho em xin chai nước nhé. Ok. Cái bánh mì no quá anh em ạ. Đấy chưa, bốc phải cái đấy là chỉ có tử anh em ạ. Chỉ còn lại 4 thanh niên thôi. Có thanh niên nào bỏ cuộc nữa không? Không anh ạ. Rồi, vẫn no lắm rồi. Thằng này nó vẫn còn bụng để ăn dưa chuột luôn. Hay là ăn cho đỡ ngấy. Ăn cho đỡ ngấy anh ạ. Đấy, tiếp tục ăn trứng nghe. Hai cảm thấy sao?
Em nhá, phải tầm 50 quả rồi anh ạ. Ôi trời ơi, thằng này khả năng giải nhất rồi. Cố gắng lên nào. Đó, nhìn mấy thanh niên này ăn vẫn đều đều luôn. À, hình như mà em ăn nó không có vị nữa anh ạ. Mày đi về đi. Mày đi về đi. Đã trôi qua 5 phút đồng hồ và đây ơi, mang cái bốc thăm ra đây. Đây. Để bốc tiếp à? Em cứ bốc hết lần lượt rồi mở lần lượt luôn. Rồi, bốc đi Đoàn. Sô-cô-la. Từ từ nhá, từ từ, phát từ dần dần nhá. Sô-cô-la này. Sô-cô-la. Em nữa. Sô-cô-la. Sô-cô-la, sô-cô-la Milo nhá. Bánh mì xưa anh em ạ. Thằng này là xương ngũ cốc. Đẹp lắm em. Ơ, cái hộp xương ngũ cốc. À đây. Hai lần chữa rồi. Xương ngũ cốc. Hai bánh mì xưa anh em ạ. Là ai mà thằng này khả năng là loại anh em ạ. Ăn nốt cái này là loại rồi. Anh em thực hiện thôi. Lần này cũng là 2 phút. Bắt đầu. Chào bác. Tôi đang quay clip. Ngán quá. Thô la này ăn công nhận ngán thật. Đổi. Thế chuẩn bị sau vụ này còn thằng này sống sót này, thằng này uống sữa. Thằng ăn sô cô la. Đây cho mọi người xem đi. Mấy cái sô cô la như này mà ăn rất ngấy, còn thằng này thì ngáp lại hai cái bánh mì. Lần bốc thăm thứ hai thì ai bỏ cuộc nữa nhở? Ai bỏ cuộc chưa? Em nói mùi anh ạ. Nó ăn một thanh sô cô la thằng này. Tiếp không? Sẽ vô địch. Vô địch thằng này, tiếp không? Nói chung là em ăn tầm 100 quả thôi anh ạ. À đủ thằng này. Ôi, à đưa cho món ăn anh biết rồi. Em thôi được rồi. Tất cả thí sinh còn lại đi ra ngoài kia. Còn lại hai thằng thôi. Em chưa bỏ cuộc. Mày bị loại rồi. Còn hai thanh niên này thôi. Ăn đi ăn đi. Rồi, rất là căng thẳng, còn hai thanh niên cuối cùng. Này bóc cũng được phí phạm nhá. Thằng kia bóc bay hết lòng trắng rồi. Thầy bóc bay hết lòng trắng rồi. Lại. Vẫn ăn ngon lành luôn. Ngon. Mà bóc hai quả mình cho vừa một lúc ăn mới đã. Úi, nhìn chị mon kìa. Con lợn nhà mình nuôi. Thế chưa là chị bỏ cuộc à? Không hay là. Thôi anh được ạ. Chàng này nó tuy nó bé nhưng mà nói chung là em thì em vẫn ăn được nhưng mà em no quá. Vô tăng bỏ cuộc. Em xin bỏ cuộc. Người vô địch ra đây. Mình vô địch à? Đây. Thay vì em sẽ ấy, em sẽ nhận được số tiền là 5 triệu. Quả. Cầm đấy, tí không phải trả lại anh đâu. Ok, thì clip của mình cũng đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn cảm thấy hay nhớ cho mình một like cũng như đăng ký kênh nhá. Anh em cần nhà mình quay ăn nhá. Mình thừa rất nhiều. Khả năng là mai mình đăng, à không, hôm nay mình đăng nhỉ. Nếu mà có qua tầm 7:30 8 giờ nhá. Còn bây giờ chắc là bye bye các bạn ơi. Bye bye.